nên là nãy giờ là đang chờ khách các bạn. Sầu riêng hôm nay mấy hôm nay rất ngon nhưng mà bán hơi chậm nha mọi người. Các bạn thánh sầu riêng là cứ ghé 510 các bạn tám ủng hộ kênh nha mọi người. Sầu riêng hôm nay bán hơi chậm mọi người. Đây có đi sáu miền Tây rồi Thái rồi ngon lắm các bạn ơi. Sầu riêng gì đâu mà quá ngon quá trời quá đất ở đây. Thanh buồn lắm rồi, các bạn bỏ Thanh hết rồi. Ôi, ri sáu vàng đẹp cơ chưa? Bán cơm bạn, một rồi một cái mốt 405, 400 thôi chị. Có Thái với có ri sáu nha mọi người. Tập riêng mà về ăn sầu riêng là buồn. Tập yoga hay là tập riêng gì? Yoga nó ít đó, ít năng lượng hơn cho nên là yoga thì dịu dai hả, nhưng mà giả là tập yoga là ăn sầu riêng hiệu quả tốt, hiệu ok quả. Khui cơm ra. Buông trái là ý là tính. Ơ. Đâu hả? Không biết ăn hả? Ồ, giỏi dữ ta. Ồ, hay ta. Dạ. Quay làm trứng á. Quay làm trứng để không có khách hàng không có ngày nay. Quá ngon luôn, xuất sắc luôn. Thế hả? Lần hộp quá. Hôm nay thì bữa nay ri sáu với Thái ngon lắm các bạn. Ri sáu cũng ngon mà Thái cũng rất là ngon luôn. Rồi. Nước trong này là Thái nha các bạn. Thái cơm ngon lắm. Để mình đỡ mấy cái hình này cho quý vị xem. Hello các đi. Chào các đi. Lại đây. Come on. Mới ngủ dậy hả?
chị thử cho em miếng nha chị. Chị muốn mềm hơn không? Mềm hơn cho anh Thái đi. Chị thử cho em miếng đi. Cái này vừa chín tới vậy thôi. Rất là mềm luôn. Em tại vì gần cái hộp quá. Ok. Chị gần cái hộp quá thì nó làm nó vậy. Chưa chín thì sao? Bây giờ mình cân buộc cái chén này giỏi vậy nó mềm hơn nè. Cái còn chín hơn hả? Còn chín nhưng mà chị nó thích ăn là mềm lắm luôn, mà cái này không ngon nữa là đâu, mình cua ra nữa cũng đâu có nào ngon hơn này đâu. Cái này là quá mềm luôn rồi, nó nhìn đẹp quá mà đã ăn kiểu ăn chín quá chín rồi. Rồi cuối hai trái. Hai trăm bốn chín. Đây nè. Thái đang Facebook quá trời mà mọi người không vào mua. Thái ngon lắm các bạn ơi.
rẫy nhỏ mà thơm quá trời đất rồi. Sầu riêng khui mà chưa đã tay. Quay làm chứng đợi ông lấy sầu riêng không ngon làm sao? Không, anh này mà lựa là 10 trái cho 10. Lựa 10 trái như 10 luôn hả? Rồi. Anh ngồi mới vô đúng không? Trời ơi, nãy giờ chút. Đúng rồi. Chút nãy giờ ngồi, chút mà nãy giờ ngồi là mất cái khách này rồi. Nãy mà chút ngồi dưới này là mất cái khách. Đi hay là thải ra anh? Đi 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 đây. Thải hết thải rồi. Thải còn, thải còn cái này ngon không? Nhà em ăn cơm tèo nhá. Nhà nước dẻo. Không, Khanh Thanh ngồi bán hàng cua sầu riêng cũng lợi hại thiệt chứ. Không có Thanh là cũng không có Thanh là không có Thanh là đúc điều đứng đó. Không có Thanh là nhiều anh không vô đó. Đi để em lựa xíu anh. Thanh nhau ra đúng rồi. Chị gái ngồi đại chưa, chị gái. Em trả vô chửi. Thấy kìa, hang này xòm. Cầm cho vui nha cô chú. Buồn quá, từ nãy buồn quá. Giờ em xếp vui cho chị ghi bên đây cho. Tại vì trái còn xấu xấu rồi, nó được cái đi. Ý là vậy á. Ý là không làm luôn. Anh bỏ tủ lạnh. Đúng rồi. Anh giờ. Bán được mấy nhiêu? Trời ơi, có một con nữa, heo bị tướng. Heo quay hả chị? Dạ. Có heo quay hả? Không, mày bán heo, heo bình thường á. Heo bình thường hả? Chợ nào? Em bán ở bên con này là cơ. Ồ, xa dữ hả? Đi xa dữ hả? Quận 7, có bán chợ heo bán ấy luôn hả? Bán... Em bán ở chợ Tân Mỹ. À, bán, rồi, biết chợ Tân Mỹ rồi. Thế là mình bán heo mình xẻ ra rồi cái gì? Heo hơi á. Ủa, nhà chị bên này hả? Không, bên em này đều có bớt. Ôi, xa thế. Sao không ghé cho chợ Gò Vấp bán? À, em ở chợ Phạm Thạch luôn. À, bán ở chợ Phạm Thạch. Ở chuyên ở đâu thì bán ở đấy thôi. Hay ta. Như em đi đôi quên treo. Đi được 8 năm rồi đấy đâu mà chứ không? Cũng xa, xa vô. Nhà này không mua mà chạy xa vậy. Hai vợ chồng cười nè. Mỗi câu dạ. Kêu vô chiên quá là làm hả? Chị gánh cái kêu chi đi ngang qua thấy ông Thành á, chị không vô. Còn mà không thấy. Hồi nãy giờ kẹt xe á, mới thoáng á, đường này cũng đang kẹt này. Kẹt quá trời luôn. Xúc thời mưa tạm. Anh có cái khúc mảnh tiền. Mấy trái sầu riêng. Đúng rồi. Lựa hay là ông vui ok chị. Dễ mà có người vô chê không á. Vô ổng có người vô là mới kêu là bé Tiên hoặc là vợ lựa, còn ổng không lựa được. Cái là tùy khách thôi. Tùy thôi. Đi kia lựa là không chịu đâu. Thanh khui sầu riêng mà cường chín miếm chi miếm à sướng sướng ưng cái bụng anh đô nhậu mặt lắm hai cùng tắm á tắm đủ cái lỗ rồi đây cái chương trình đi rồi sâu bây giờ các vườn đang kêu thời được cho hôm bữa gặp qua Trung Quốc quá trời bà con nhưng mà đủ chưa còn đi bán nhưng đủ chưa quay em mới quay ở trên mạng nó sầu quá rồi mà
10 ngàn chị ơi. 610. Sao bữa nay tầm buồn thêm nhiều thế anh? Hôm nay miền Tây nó giá nó lên cao chứ không phải là không nhiều. Với Thái thì nó rẻ hơn. Như đây ăn chưa chắc nó đủ nữa. Sao đây là sâu gì đấy? Riêng miền Tây ngon lắm, ngon hơn kia nữa. Đảm bảo nha, chút xác. Đảm bảo nha. Mỗi quả 4 quả 4 thân nhưng mà không được đâu. Quả 4 đúng không? Bạn quả 4 thân mấy không? Công của chị bán thịt heo ngày nay á, ông Dương ăn đơn giản đâu nha ông nậu. Con heo là lời mấy chục triệu á. À. À. Con heo là một lời một mà. Vậy là con heo mà 45kg là gửi lời 45kg. Quá ghê rồi ta. Cho xe cạ về ký heo là nhiêu, ký là nhiêu? Heo